Rồi, chào các bạn nhé. Hôm nay mình mới mua máy laser, mình sẽ quay video cho các bạn đập hồ cái máy laser này luôn. Rồi đây là cái máy laser hay là máy cân bằng á. Rồi cái đây là của Hukan nè. Đây là cái bộ chân đế của nó, thì nó cũng giống như các loại chân đế khác thôi, các bạn có thể tham khảo thôi. Được cái là cái chân đế này có cái độ tăng chỉnh rất là cao. Đó, chúng ta sẽ tăng chỉnh được 300 rồi. Quay sơ sơ vào cái chân đế rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở cái hộp này. Rồi. Đó. Đây là máy laser. Laser Hukan. Đây là cục pin nhỏ. Rồi, bộ này sẽ bao gồm chúng ta hai cục pin. Rồi. Theo mình dự đoán đây là pin 2 cell. Là pin 4 cell. Rồi nó có lỗ sạc dắt dắt này đây, dắt cắm sạc pin. Đó. Pin 4 cell và pin 2 cell nhé. Rồi. Đây là củ sạc của nó. Rồi. Đây là cái kính để tăng cường ánh sáng. Rồi. Rồi đặc biệt nhất là cái này nó sẽ có remote nha các bạn. Bây giờ các dòng laser bây giờ có remote. Rồi, tiếp tục tới cái nhân vật chính chúng ta. Rồi. Rồi, nhân vật chính chúng ta đây. Máy laser một tia ngang và bốn tia đứng. Có tâm điểm nha các bạn. Cái tâm điểm tức là nó sẽ sáng một cái điểm. Rồi bây giờ mình sẽ gắn pin. Đây cục pin nhỏ nè. Gắn gài rồi bình thường. Vì nó là máy xài pin. Đây. Bật máy lên. Rồi dưới đây nó sẽ có ba chân, nó chúng ta đặt trên cái mặt phẳng như thế này, nó sẽ có ba chân để chúng ta chỉnh cao độ, một cái đèn dưới đây để chúng ta chỉnh trọng tâm nè. Nói chung là máy này dùng rất là nhiều. Rồi, mình sẽ thử bằng remote đi. Đây mình xin giới thiệu sơ về cái chức năng của nó. Thí dụ chức năng out là tăng cường ánh sáng, tăng cường ánh sáng ban ngày nè. Đó, chúng ta sẽ chọn tăng cường ánh sáng. Đây, sẽ có các bạn thấy, thí dụ chúng ta bấm vào nó sẽ sáng yếu hoặc sáng mạnh thôi. Gọi là tăng cường ánh sáng. Rồi đây hiện tại mình đang bật cái tia ngang, tức là tia H, tức là cao độ nha. Rồi mình sẽ bấm tia V. Đó, tia V này dùng để chúng ta bắn trần hoặc là chúng ta bắn độ thẳng, bắn trục đứng á. Thí dụ chúng ta muốn bắn lắp cái cửa, chúng ta sẽ bắn cho nó cửa nó đứng. Bốn tia, bốn tia thường là nếu các bạn bật cái bốn tia chúng ta sẽ dùng để, như mình làm bên điện á, thì mình để là lấy dấu đèn, lấy dấu khoét lỗ đèn âm trần á. Còn các anh em bên xây dựng thì chúng ta sẽ dùng để dán gạch, để căn chỉnh dán gạch hay là làm đố cửa, nói chung là rất là nhiều. Rồi đây nó có remote này rất là tiện lợi nè, bạn sẽ tắt nó từ xa, tắt H nè, mở. Rồi chúng ta sẽ mở bốn tia đó. Rồi nói chung là tắt mở laser đó. Rồi thí dụ như ở chế độ này, trên cái remote này cũng có chế độ tăng cường ánh sáng nè. Đó, nó sẽ có một điểm tăng cường ánh sáng lúc chúng ta bắn ở những ở ngoài trời á, với lại tia xanh này nó sẽ tăng cường ánh sáng ngoài trời hơn là tia đỏ. Nó sẽ có một điểm sáng đây, điểm này là nó bắn xa nha các bạn. Rồi xong rồi, mình đã giới thiệu sơ về cái máy laser này rồi. Cái bộ này nó khoảng 1,3 triệu đó. 1,3 triệu bao gồm chân máy và một cái máy hai pin như thế này. Nếu các bạn chọn cái cấu hình thấp hơn, ví dụ chúng ta chọn một pin thì chắc nó sẽ rẻ hơn. Các bạn không lấy chân thì nó sẽ rẻ hơn.